Tôi nghe xin chào toàn thể các bác thơ bẫy cò bạc trên mọi miền Tổ quốc nhé. Lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác. Nhiều sức khỏe, nhiều thành công nhé. Em hôm nay là ngày 15 tháng 4 của năm 2000 15 tháng 5 của năm 2024 đây. Em lại tiếp tục đánh cò của tháng 3 nhé các bác nhé. Đây hiện tại là thì bàn của em đây. Tôi tiếp tục con bờ này này. Đấy. Có đàn vừa 6 con. Thì hai con thả dưới bàn và 4 con thả dưới ruộng. Con lúa này nó xấu quá cho nên các bác ạ. Đấy, em vừa úp một con chưa kịp quay cho các bác để các bác xem. Đó nha. Các bác nào thấy hay thì cái đăng ký kênh ngủ kênh cho em, và các bác nào cần mua lưới hoặc cỏ giả thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Nhà em cung cấp hết các loại phụ kiện bẫy chim nhé, cỏ vạc, mồi giả đều có hết các bác nhá. Em chào các bác, ra bắt cỏ nhá. Chết cha mà chưa. Đẹp nữa này anh ạ. Báo cáo kết quả ngày 15 tháng 5 năm 2024 đây các bạn. Đấy. Đây nằm 5 em. Toàn em đẹp luôn rồi các bạn. Đây, toàn mã đẹp luôn. Có hai con đấy rồi, hai con vợ rồi. Cỏ này này đánh được thì cho em. Đây bàn đều lá của em này. Đây. Các bác nào cần mua lưới hoặc mua cò giả thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Em chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ.